xin đón chào quý vị đang đến với chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi và được phát sóng vào khung giờ rất quen thuộc 17:50 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Ngày hôm nay rất nhiều món ăn ngon, đặc biệt là tình cảm của các fan hâm mộ dành tặng cho những thần tượng của mình đã sẵn sàng rồi. Bây giờ sẽ là sự xuất hiện của nhân vật khách mời, nghệ sĩ ngày hôm nay rất xinh đẹp, cực kỳ cá tính. Không biết là gu ăn uống của cô ấy như thế nào đây. Xin mời quý vị chờ trong giây lát. Và đây, xin mời quý vị chào đón sự xuất hiện của người đẹp Lily Nguyễn. Cho mở cửa cho anh, cho quá trời ơi, ra chào chiều anh. Ra mời em. Cái gì trời ơi, thấy chưa, mọi người thấy chưa, mời Lily ngồi. Dạ cảm ơn anh. Rồi mời Lily, em cứ dạ, tự nhiên nha. Trời ơi, thấy chưa mọi người, thấy chưa, cô ấy rất là cá tính, rất tự nhiên, rất hồn nhiên như cô tiên vậy đó. Lily ơi, dạ. Vừa qua anh có để ý là thấy em có tham gia rất nhiều chương trình về ca hát nữa. Đây có phải là một trong những mơ ước mà bây giờ em mới có cơ hội thực hiện không? Nói chung là muốn thử thách bản thân thôi, mà em thấy là được thử là em vui lắm rồi. Mà mọi người rất là ủng hộ đúng không nào? Thì không biết là Lily cảm thấy là ngoài việc đi làm người mẫu nè, thì việc ca hát như vậy nó có khó khăn nhiều hơn không? Nó cái nào cũng có cái khó của nó. Ví dụ người mẫu đi thì phải kiêng ăn này nọ nhiều hơn, nhưng mà gặp em thì em rất là ham ăn. Còn ca hát thì cũng phải kiêng những món giống như là cay này nọ để để cho tốt giọng, rồi, đúng rồi phải tập luyện, em thấy rất là khó. Trong quá trình mà em làm người mẫu á thì chế độ ăn uống nó có quá khắt khe không? Đáng lẽ là phải á, nhưng mà em không có. Vậy hả? Em ăn thả cửa luôn mà may quá không có mập đúng không? Dạ có mập chứ. Không có hả? Nhờ chiều cao của em á. Ủa em cao hết mấy rồi Lily? Dạ 74. Wow, 74 cao hơn nhiều nha, cao hơn anh luôn á. Vậy thì với chiều cao này rồi với cái chế độ dinh dưỡng ra sao để giữ được phong độ? Em gì cũng ăn hết đó, em thèm là em ăn. Thèm là ăn thôi, không kiêng cử gì hết. Cuộc sống này chỉ có một thôi mà. Đối với em á, ăn cái gì mà mình thích á là cái niềm vui nhất. Trùng trướng lắm em ơi. Mà đồ ăn do tự mình làm hay là tự mình mua? Dạ em thấy đồ ăn người khác làm cho mình ăn ngon hơn là mình tự nấu. Một khi nấu xong mệt quá không muốn ăn rồi. Dạ, em đã từng nấu ăn chưa? Dạ em nấu dở lắm. Nấu những món gì rồi? Em rất là thích ăn canh chua nên có một lần em thử nấu rồi. Canh chua là em thích vị chua nè. Dạ. Em thích vị ngọt không? Vừa thôi. Còn những vị khác lát nữa mình sẽ khám phá. Nhưng mà yên tâm, ngày hôm nay em không phải nấu ăn gì hết. Em chỉ việc hỗ trợ cho hai người fan hâm mộ ngày hôm nay đăng ký tham gia chương trình nha. Nhưng mà nhà hàng chúng tôi đang sẵn sàng nhận lấy phần đặt hàng của quý khách với hai món ăn. Xin mời quý khách. Tiết lộ quý vị là Lily là người Việt nhưng mà cũng gốc Canada. Thì không biết là cái gu ăn uống của cô ấy sẽ như thế nào đây. Hồi đó bây cũng vẫn chưa biết là hai món gì. Xin mời bạn úp tờ giấy lại. Dạ rồi, cảm ơn bạn rất nhiều. Chờ đón xem hai vị đầu bếp trẻ tuổi ngày hôm nay có vượt qua được thử thách và làm đúng với cái món ăn này để dành tặng cho bạn Lily không nha. Nào, Lily Nguyễn, hãy sẵn sàng chào đón sự xuất hiện của hai chàng trai đầu bếp trẻ của chúng tôi. Đó chính là Công Thắng và Thanh Tuấn. Xin mời hai bạn. Yeah, Công Thắng, Thanh Tuấn, trời ơi, chà trẻ nha mà mình tự tin mình nấu ăn được đúng không ạ? Dạ. Xin mời hai bạn giới thiệu đôi nét về mình để Lily nhớ nè. Xin mời bạn. Dạ xin chào anh Hoàng Rapper, xin chào Lily và xin chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Mình là Lê Thành Tuấn và công việc hiện tại của mình là một người dẫn chương trình. Trời ơi vậy hả? Chết rồi, nồi cơm có nguy cơ bị lung lay. Dạ bạn thực hiện MC ở những lĩnh vực nào? Em thì thường là em hay dẫn sự kiện, với lại là thời gian rảnh thì em đọc voice up. À, vậy thời gian đâu mà nấu nướng? Em ở cũng có mình mà từ hồi sinh viên tới giờ rồi, cho nên là cũng phải tập nấu nướng để tự nấu cho mình. Quá giỏi luôn. Vậy là bạn Thành Tuấn đã có kinh nghiệm trong nấu nướng. Còn bạn còn lại, xin mời bạn. Em tên là Công Thắng. Hiện tại em cũng đang là diễn viên tự do. Em chưa có kinh nghiệm nhiều trong nấu nướng, nhưng mà mẹ em thì nấu ăn rất là ngon. Vậy hả? Vậy lát nữa mình nấu ăn cái mình alo cho mẹ rồi. Mẹ chỉ con thôi. Được, có quyền xài phao và trợ giúp người thân. Thì không biết là tình cảm của hai bạn dành cho Lily như thế nào, bạn thích Lily ở những đặc điểm nào? Xin mời Tuấn. Lần đầu tiên mà em biết tới Lily là thông qua một cái chương trình truyền hình thực tế về người mẫu. Em rất là ấn tượng, cô gái này có một cái ngoại hình rất là đẹp, một gương mặt rất đẹp và cái thần thái anh mà nó rất là, bây giờ các bạn trẻ hay dùng là rất sang. Em càng thích hơn khi mà Lily là một cô gái rất là mạnh mẽ, lạc quan và em thấy là rất là độc lập và tự chủ trong mọi việc của mình luôn. Thank you. Em khen mà anh chỉ muốn nép vào một góc mà lắng nghe thôi, anh không được dính một điểm nào trong lời khen đó của em luôn. Còn với Thắng thì sao nào? Bạn ấn tượng với Lily ra sao? Thì em cũng như anh Tuấn là em biết chị Ly qua chương trình đó. Chỉ vừa đẹp mà lại vừa cá tính nữa. Đúng vậy. Cá tính rất mạnh luôn. Ô chị gái này thật sự quá xuất sắc trong mọi mặt.
Đó, bởi vậy mình không biết là lo lắng cái việc ăn uống của cổ sao đây. Mà hồi nãy đứng ngoài chắc nghe phải không? Cổ dễ ăn lắm, cổ thích ăn lắm. Cổ quan trọng là khẩu vị của mình ra sao thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ khám phá và hiểu rõ Lily hơn về chuyện ăn uống và ẩm thực qua ba ẩn số. Mỗi ẩn số này sẽ là ba thử thách dành cho hai bạn Tuấn và Thắng. Chúng ta cố gắng giành quyền ưu tiên, giành lấy cái quyền lật ô số ra. Bên cạnh đó là sẽ là những quyền ưu tiên tiếp theo nữa, cũng cực kỳ lợi thế nha. Dạ. Bây giờ xin mời hai bạn cầm bảng lên nha. Chuẩn bị. Câu hỏi đầu tiên như sau: tỉnh nào của nước ta được mệnh danh là vương quốc của những loài trái cây? 5 4 Gợi ý cho các bạn, bên trong tên của tỉnh này có chữ Giang. Ba. Lẽ đó luôn cười cười tốn thời gian, cười tốn thời gian. Ba. Cái gì trời? 1 Xin mời các bạn đưa bạn lên. Đáp án của bạn Thắng là Kiên Giang, còn đáp án của bạn Tuấn là An Giang. Đáp án là Tiền Giang. Trời ơi, sát bên luôn, sắm ghi Tiền Giang, ghi An Giang cho xa. Hồi Tiền Giang ghi Bến Tre xa hơn nữa. Đến với Vương quốc Tiền Giang thì chúng ta sẽ có hơn 75.000 hecta trồng trọt những loại cây ăn quả, và thậm chí là dẫn đầu cả nước khi mà sản lượng hàng năm lên tới 1,3 triệu tấn trái cây mỗi loại. Đến với cái ô số đầu tiên thì không có bạn nào trả lời chính xác, nên quyền lật ô số sẽ thuộc về Lily. Em chọn ô số mấy? 1 luôn đi. Số 1 ha. Số 1 luôn. Rồi, xin mời ô số 1 lộ diện. Bên trong đây sẽ là một từ khóa, đó là cô gái vàng trong làng ăn uống. À, cũng quen á. Cũng hợp với em lắm Lily ơi. Em không có cần ngủ nhưng mà em phải ăn. Oh, wow. Một ngày mấy bữa? Em sợ nói xong rồi không ai dám cưới em. Có khi người ta ấn tượng, người ta thích đó. Một ngày em chắc cũng phải ăn 6-7 lần. Trời 6-7 lần là ăn dặm đó. Nói chung là giờ nào đói là ăn giờ đó. Dễ nuôi quá. Vậy thì những món ăn nào mà em thích nhất nè? Em thì cái gì cũng thích. Vậy thì vừa món mặn, món ngọt, món chay, trái cây, em thích cái nào? Bỏ cái đồ ngọt ra, tại em không thích ăn đồ ngọt. À đó, khá quan trọng đó. Lát nữa em để em bỏ vừa đường thôi. Nhưng mà em rất là thích ăn cay với chua. Ồ, thích ăn cay với chua nữa. Ăn cực kỳ cay. Nè, bây giờ chúng ta bước vào câu hỏi thứ hai để mình có quyền lật ô số nha. Dạ. Củ gì trắng muốt, râu nó dài, ngày xuân Tết đến dân ta thường dùng? 5, 4, 3, 2, 1 Hết giờ, xin mời. Củ kiệu. Củ kiệu. Wow, hai bạn thật thông minh, chính xác. Như vậy là cả hai cùng đưa ra đáp án đúng cùng một lúc. Như vậy, lượt lựa chọn ô số lại tiếp tục thuộc về Lily. Số 3. Số 3, xin mời ô số 3. Không cần lý do, chỉ cần cơ. Nói chung là ví dụ về ăn uống thì em muốn ăn thì ăn, không cần lý do. Thôi bây giờ chúng ta bước vào thử thách cuối cùng. Tỷ số bây giờ giữa hai bạn vẫn đang cân bằng với nhau. Cố gắng nha, giành được quyền ưu tiên khi thắng cuộc thì chúng ta sẽ được chọn một trong hai món ăn mà Lily đã đặt hàng. Bên cạnh đó là chọn khu vực bếp cho riêng mình luôn. Quý vị đừng chú kênh, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Và bây giờ xin mời quý vị đến với thử thách thứ ba để giúp cho hai bạn Thắng và Tuấn giành lấy quyền ưu tiên đặc biệt dành cho mình. Trước mặt các bạn là 10 chai nước. Nhiệm vụ chúng ta là đội một chiếc nón, trong đó được thiết kế rất đặc biệt với một cái trái bóng nó đang treo lủng lẳng đây. Chúng ta không được sử dụng tay chân gì hết, chỉ dụ sử dụng phần đầu của mình. Và bên cạnh đó chú ý là không được vượt qua khỏi vạch màu vàng. Ai hạ gục được 10 mục tiêu này đầu tiên, người đó sẽ giành chiến thắng. Và bên cạnh đó Lily cũng sẽ là giám khảo để có thể kiểm soát được phần chơi của bạn Thắng. Cậu Hoàng cũng sẽ kiểm tra bạn Tuấn nha. Chỉ 90 giây mà thôi, ai làm đổ nhiều chai nước nhất người đó thắng. Ok. Chuẩn bị, đếm đi cưng. 3 2 1, bắt đầu. Dục, dục, cố lại, hay quá. Bằng Thắng nè, tranh thủ ghê không? Có đạp lên này, cái tính không á, đánh đó. Ghê. Quá dữ luôn. Một phát là hạ hết 3 mục tiêu luôn kìa. Hay quá, tôi ơi. Wow, xuất sắc à. Cố lên. Chơi trò này có nằm bị tăng xanh không vậy? Không tính nha, không tính nha. Lạp dạch là phạm quy nha, lùi chân lại nha. Hay quá Tuấn ơi, Tuấn còn 2 chai, Thắng còn 4 chai. Thắng còn 2 chai luôn kìa. 2 chai. Cố lên. Cả hai đang cân bằng. Một chai, bên này một chai. Thắng còn 1 chai, Tuấn còn 1 chai. Ai là người chiến thắng đây? Ai là hạ mục tiêu? Yeah. Rất tốt. Như vậy là bạn Công Thắng là đúng với cái tên của mình. Bạn đã thắng trong vòng 40 giây thôi. Chúc mừng ông Thắng, bạn đã giành quyền ưu tiên đặc biệt dành cho mình. Và bây giờ thì xin mời mọi người quay trở lại với khu vực phòng khách. Quý vị đừng chú kênh, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.
Như vậy là với độ chính xác và may mắn của mình thì bạn đã có quyền lựa chọn, đó là ô cuối cùng, ô số 2. Và từ khóa trong ô số 2 đó chính là bạn thân và lẩu mắm, bên cạnh đó là một cái huy hiệu thần bếp. Chúc mừng Tấn, rất may mắn. Với huy hiệu thần bếp này, đó chính là một đặc quyền mà bạn được quyền nhờ sự trợ giúp của thần tượng là Lily Nguyễn ngày hôm nay nha. Đây là từ khóa có ý nghĩa ra sao với em trong việc ăn uống? Dạ, một câu chuyện rất là may mắn. Thì có một lần là bạn em kiểu cũng muốn chỗ tài nấu ăn này nọ, xong rồi hỏi là em muốn ăn món gì. Thì em mới nói là em muốn ăn lẩu mắm, về đây cái thèm mà không biết ăn ở chỗ nào. Xong rồi bạn nói rồi để nấu cho. Thì em mới nói là ok, xong rồi rủ vài bạn lên chơi. Thì chắc cũng may là do cái bụng em khỏe, do cái gì mình cũng ăn hết á. Thì bạn nó nấu xong rồi hai bạn còn lại á bị đau bụng. Trời đất. Riêng một mình em là không bị gì. Wow. Nhưng mà từ lúc đó là bạn đó không bao giờ nấu lẩu mắm nữa. Từ bỏ ý định luôn. Em cũng không dám ăn nữa. Quá mạo hiểm, quá nguy hiểm. Nhưng sợ. Mà may sao Lily Nguyễn là một cô gái rất tốt bụng. Bụng cô ấy rất tốt, ăn cái gì cũng được, không bị đau. Và hy vọng là với hai món ăn sắp tới đây mà chúng ta sắp sửa phải chinh phục để có thể gây thiện cảm đối với Lily Nguyễn sẽ là phần order trong đây. À, Lily đã đặt hàng hai món ăn. Và riêng với bạn Công Thắng, bạn vừa được cái đặc quyền là của thần bếp và bạn có được thêm một đặc quyền khác là lựa chọn hai món ăn này. Đâu là sở trường của bạn đây? Một là hủ tiếu khô, hai là bún bò. Thật ra thì hai món em đều chưa nấu qua. Nhưng mà mẹ em thì nấu bún bò rất là ngon. Nên em sẽ tự tin với món bún bò hơn. Ok, bạn được quyền gọi cho mẹ nha. Để hỏi mẹ làm sao nấu thật ngon nha. Như vậy, mời bạn nhận món bún bò. Hủ tiếu khô đó thuộc về bạn. Hồi hộp không Tuấn? Dạ em cũng hơi hồi hộp, tại vì thực ra thì em cũng chưa tự nấu bao giờ hết. Nhưng mà món này là món gọi là đặc trưng của người miền Tây luôn. Rất nhiều người miền Tây thích ăn món này. Đúng rồi, đúng rồi. Và em cũng là người miền Tây cho nên là em hy vọng là sẽ không làm cho người miền Tây thất vọng. Ok. Và bây giờ hãy sẵn sàng với sự lựa chọn tiếp theo của bạn Công Thắng. Khu vực giao bếp chúng ta chia ra làm hai. Một bên là bên trái, một bên bên phải theo hướng nhìn của khán giả. Thì bạn chọn bên trái hay bên phải? Thôi nam tả nữ hữu. Em là nam. Ừ. Nên em chọn bên trái. Bên trái. Như vậy là Công Thắng đã lựa chọn khu vực gian bếp bên trái. Còn bạn Tuấn bắt buộc phải lựa chọn khu vực gian bếp bên phải nha. Dạ. Và bây giờ xin mời cả nhà mình lăn vào bếp nào. Hai đầu bếp của chúng tôi đã sẵn sàng ở vị trí của mình. Và đây sẽ là hai gian bếp rất là đặc biệt. Với sự lựa chọn ngẫu nhiên mà quyền ưu tiên đã thuộc về bạn Thắng. Bạn chọn nam tái nữ hữu là bên trái theo góc nhìn của khán giả. Cuối cùng anh ấy đã lọt vào một cái phao rất là to. Trong cái phao này là phạm vi hợp lệ để bạn hoạt động trong khu vực này thôi. Bạn không được bước ra khỏi phao nha. Nên cái việc mà nấu nướng là cũng đứng trong thao nè. Việc rửa rau củ cần thiết á, mình cũng là phải chồm lên cái lavabo đằng kia. Cố gắng nha. Còn bên bạn Tuấn, chúc mừng bạn. Mình mấy khi được nấu ăn mà còn được tập gym nữa chứ. Dưới chân bạn là một cái dụng cụ tập thể dục rất là đặc biệt. Người đẹp Lily, nó là cái gì? Máy nhúng. Máy nhúng. Em không biết em đó. Em đâu biết. Gọi là máy nhúng đi. Dạ, thì đó, máy nhúng. Liên tục như vậy nè. Bạn mà ngưng cái là bị phạm quy. Nên cái việc mà bạn muốn sử dụng bất cứ một cái dụng cụ nào là bạn phải dùng cái cây này. Bạn lôi nó về đội của mình. Bên cạnh đó, bạn không thể nào mà đem nguồn nước về bằng cái cây này được. Nên chúng tôi đã chuẩn bị sẵn. Bạn chỉ được quyền sử dụng bấy nhiêu nước thôi. Nên tôi nghĩ hủ tiếu khô mà không cần nhiều nước lắm đâu. Tiết kiệm nước nha. Dạ để rồi, xin mời hai bạn vào vị trí đi. Sẵn sàng nha. Rồi vô liền vậy luôn vô ha. Vô liền nha. Rồi. Nhiệm vụ Lily rất đơn giản. Em đứng đây chơi. Dạ không, bạn sẽ vào phòng khách chờ đợi xem là hai người chơi của chúng ta sẽ chọn những cái nguyên liệu hay là gia vị hay là cái công cụ dụng cụ nào đó mà bên trong đó lỡ nó dính ngay cái thử thách thì bạn phải là người vượt qua thử thách. Và phải hỗ trợ cho thí sinh. Bởi vì nếu như mình không làm á, người ta không có đem về những cái gia vị đó nấu ăn mất ngon. Nào xin mời Lily về phòng khách. Rồi hai bạn cố gắng lên nha. Cố lên. Đó, tập thể dục. Trời ơi, căng hết cả cơ ấy chứ. Ủa chưa làm sao thở quá vậy Thắng? Em bị căng cơ. Chưa làm. Ủa thì cái ta là em phải móc cái nồi này sao? Đó, bây giờ phải ráng lấy bằng cái cây nha Tuấn ơi. Rớt nồi là mình phải lụm lại đó. Trời ơi, thì cái tướng đẹp hết sức luôn Thắng ơi. Anh Hoàng cảm giác như là em đi thi Hoa hậu thế giới á.
Đúng rồi, đúng rồi. Ừ, tiết kiệm năng lượng nha Tuấn. Trời ơi, giờ mới để ý là bạn Thắng phải đeo luôn cái chân vịt nữa chứ. Cái chiều cao của em nó không có hợp với lại cái chiều dài của mình. Hai người chơi sẽ vô tình chọn một cái công cụ hay là gia vị nguyên liệu nào đó mà có thử thách là phải thông báo liền, giơ tay xin phát biểu liền. Dạ. Bên cạnh đó bạn Thắng là có cái huy hiệu thần bếp nha. Bạn thấy có cái gì mà khó khăn quá hay cần sự hỗ trợ về chiều cao, chiều dài á, cứ alo cho Lily. Bạn được quyền một lần nhờ sự trợ giúp của Lily. Dạ, Lily ơi Lily. Dạ. Bây giờ Tuấn cần sử dụng tỏi. Nhưng mà trên đây không thấy tỏi mà thấy một thử thách. Rồi rồi, xin mời bạn. Bạn hãy ngồi trên thú nhúng để đi lấy gia vị cho người chơi. Trời ơi, là tỏi bị thiếu. Đây, chỉ cho em chỗ bức tranh đằng kia. Có một cái chén, em thấy chưa? Dạ. Chén đó đựng tỏi. Nhiệm vụ của em là cưỡi thú nhúng. Nhưng với một siêu mẫu như em thì chúng tôi phải chuẩn bị hai con đem ngồi lên cho nó cao. Ủa thật luôn hả? Thiệt. Em nhúng cà bắc đến chỗ có chén tỏi. Sao em cà bắc về đưa cho bạn Tuấn. Nhúng. Dạ, nhúng. Nhúng. Tỉnh. Đúng rồi, đúng rồi. Trò ghê thiệt, chưa đến lượt mà. Dạ bạn. Em có quyền ngồi lên nó mà. Sao em không ngồi cho nó êm? Tại vì ngồi thì em mỏi chân hơn, đi vậy cho nó nhanh. Ngồi nhúng vậy mà không rơi á, rơi là bị phạm quy cưng. Đúng rồi, cái này là lết nha. Nhúng nè. Yeah. Thank you. Mệt ra. Nóng. So hot. Anh Quang ơi. Nữa hả trời? Nhờ giả rồi. Tại em phải lột trứng cút cho nó kịp. Mà bây giờ trên đây lại là một thử thách. Thôi giúp đỡ em nhỏ ráng nha. Dạ, chứ giúp đỡ luôn. Xin mời em. Bạn hãy cười 5 kiểu khác nhau. Trời quá dễ. Trời quá dễ rồi em ơi. Em ngồi tại chỗ vậy. Em ngồi tại chỗ. Em cười 5 kiểu khác nhau. Ờ, thành con ngựa rồi. Ok. Không, em kêu kiểu ngựa cũng được sao. Dạ ác nè, phản diện lắm. Hô hô giống như ông già Noe đi. Rồi, đúng rồi. Đó, bà gái. Đúng tính chất quay đúng luôn. Đúng tính chất kìm. Cười thứ 5. Đó, cười bật hơi luôn á. Cười kiểu truyền cảm cho mọi người á. Ok, 5 kiểu cười đã được thực hiện. Xin mời bạn sử dụng chân cúc. Tuyệt vời. Nghỉ ngơi đi. Hay quá hơn là cái thử thách nãy nó xương nhẹ nhẹ. Trời ơi, thiệt á, chưa kịp thở luôn mà chị ơi liền luôn. Tại nó nêm rồi, nó phải nêm cùng lúc là giờ em muốn xài sa tế. À, em muốn xài sa tế và trên cũng có thử thách luôn. Sao cưng? Bạn hãy cột một chân vào cái dây máng qua thanh cao và phải giơ chân lên để ăn được chùm nho. À rồi, thử thách nó cũng có liên quan đến phần ăn uống. À mà chị ơi, hồi nãy giờ em bị đau chân rồi. Chị mang giùm em cái chân vịt. Em muốn sử dụng huy hiệu thần bếp. À lại mang chân vịt. Giúp đỡ em nhỏ giùm em. Được. Em cứ ngồi đó anh lấy cho. Rồi, chúc mừng bạn. Bạn đã sử dụng rất là thông minh ha. Như vậy là với huy hiệu thần bếp đã giúp bạn ấy thoát ra khỏi chân vịt này. Và bây giờ xin mời người đẹp. Em cao sẵn rồi. Giờ chấp luôn. Chân vịt cũng không làm ảnh hưởng chiều cao của em. Rồi, xin mời người đẹp bước qua ra vị trí bên đây. Đúng rồi. Ôi cái này khó đi thật chứ. Đó, em phải nhấc lên. Em đi như con vịt Luna, nếu em hiểu không? Đó. Em đứng đây. Rồi bây giờ anh hỗ trợ em nha. Em thuận chân nào? Dạ chân phải ạ. Chân phải, anh sẽ cột cho chân phải. Em phải nhớ đến quy tắc của rồng rọc nha. Em nâng chân lên thì cái chùm nho sẽ ngang cái tầm miệng của em. Em ăn cỡ khoảng 5 trái là ok. 5 trái thôi phải không? Ừ, anh rửa rồi đó. Nè, không được dính tay nha. Quên. Chuẩn bị 3, 2, 1, bắt đầu. Ôi cái chân vịt này. Đó, nhìn dễ chứ không okay, dễ okay, nha. Ok. Bình tĩnh. Giữ đèn nhịp thở. Trời ơi. Nhìn em như là hôn lấy chùm nho. Mấy trái rồi? Hai trái. Bỏ cái này ra thôi. Bỏ cái cuốn thôi. Ôi này khó nhất trong tất cả mấy cái kia luôn á. Ba trái rồi, còn trái ba hai trái nữa. Bốn trái rồi. Lily cổ lên. Em cạp chúng sợi dây bây giờ. Lily cổ lên. Thôi nghỉ chơi luôn đi. Cái này phải do em. Bạn sử dụng luôn dây. Đi. Dây sao ăn nữa? Cái dây này nó tự đứt. Đúng rồi, nó ma sát nhiều quá. Như vậy cho phép bạn được quyền sử dụng món quyền lực tiếp theo. Chúc mừng Thắng. Cảm ơn chị. Nãy giờ chị cũng nỗ lực lắm rồi. Quá nỗ lực luôn. Nóng không? Khá là mệt. Rồi bây giờ ra ngoài nghỉ ngơi xíu. Chờ đợi hai bạn sau khi đã sử dụng hết tất cả những đặc quyền và những phần vượt thử thách của em. Cảm ơn bạn Lily rất nhiều. Yeah. Nhưng mà em không được tháo chân vịt ra nha. Tháo chân vịt ra ngoài đó.
vị và hai món ăn đã sẵn sàng rồi. Một bên là hủ tiếu khô, một bên là bún bò. Nãy giờ chờ ở ngoài mà thấy mùi thơm nó dậy mùi lên thì hấp dẫn biết bao nhiêu. Lily, dạ, bạn đã từng thưởng thức qua hai món ăn này trước đây chưa? Dạ rồi. Ấn tượng lúc đó ra sao? Bún bò thì có nhiều chỗ làm, nói chung là nó phải đặc biệt thì nó mới ngon. Còn hủ tiếu khô thì quan trọng là cái nước lèo. À, đúng, chính xác. Right. À, vậy là Lily cũng biết cách thưởng thức lắm nha. Hủ tiếu khô là của bạn Tuấn nè, rồi bún bò là của bạn Thắng. Theo Hoàng thì thôi mình thử cái món này trước, tại vì nó ít cay hơn. Ừ, cũng được. Lát nữa nó sẽ không ảnh hưởng đến món kia. Dạ. Yeah. Với món ăn này, hủ tiếu khô, bao nhiêu tình cảm gói ghém như thế nào bạn muốn gửi đến cho Lily? Lần đầu tiên mà em được nấu trong một cái tình trạng gọi là rất là nhiều thử thách. Nhưng mà em đã cố gắng hoàn thành món ăn này. Có thể là nó sẽ không có xuất sắc như bình thường em có thể nấu, nhưng mà bằng tất cả sự cố gắng của em thì em hy vọng là Ly sẽ thưởng thức món ăn này, không phải vì nó ngon hay là nó đặc biệt như thế nào, mà vì có một fan hâm mộ đặc biệt nấu cho Ly ăn, thì quan trọng là tình cảm. Dạ. Thank you. Rồi bây giờ xin mời bạn Lily. Nè, về phần nhìn là ok lắm nha. Đó, thử nè, thử nha, có chén nha, có chén nha. À, làm miếng thịt heo vô ha. Đó, có miếng giá, có cắn miếng xong mình húp miếng nước lèo. Trời ơi. Mọi người rất thích ăn chanh. Đây, trời ơi, đúng bài rồi. Ăn xong cái mình thưởng thức rồi mình cho nhận xét nha. Cái sợi hủ tiếu nhìn nó đẹp, rất là đẹp mắt. Hy vọng là nó vừa đủ chín tới. Em cũng rất căng thẳng. Nếu như mềm quá thì nó sẽ bị rụt. Yeah. Ăn nó mất ngon, mất cái độ dai của hủ tiếu. Còn nếu như mình vội vã quá hủ tiếu sẽ bị cứng. Bên cạnh đó những là cái món phụ bên xung quanh cũng là rất quan trọng nha. Ly ơi, em thử miếng nước lèo đi Ly. Đó, nóng nha, nóng nha. Nước còn nóng lắm nha. Nhìn người đẹp ăn thôi mà thấy thèm hả? Giống như anh nói là cái hủ tiếu mà nó mềm quá đó. Thì nó không có... Mất cái đặc trưng của hủ tiếu. Thì nó hơi bị mềm một tí xíu. À, nó hơi mềm. Theo em, và em thích ăn nó dai hơn. Cái nước lèo á thì cũng rất là ngon, nhưng mà đối với khẩu vị của em thì nó hơi bị ngọt. À, hơi ngọt. Em thích mặn hả? Em thà ăn mặn. Nhưng nói chung là vẫn rất là ngon. Hấp dẫn ha. Rồi, cảm ơn đẹp. Và bây giờ xin mời em uống nước để mình trả khẩu vị lại số 0. Với bún bò của bạn Công Thắng thì bạn ấy trình bày rất là đầy đủ luôn á. Tận dụng hết nguyên cái tô luôn. Thắc mắc là không biết là nếu như mà mình ăn miếng tô này thì sẽ trộn lên như thế nào. Nói chung là đầu bếp ngoại hình sao là trình bày món ăn giống vậy đó. Rồi bây giờ thì xin mời bạn, trong phần bún bò này là có phần sa tế nha, cay nha, thêm cả ớt sắc nữa kìa. Đấy, đây, trời ơi. Ê, trong cái công thức của bún bò đấy. Và quan trọng là cái phần thịt. Phần thịt bò được hầm như thế nào đây? Mà thịt bò là nó nằm ở bộ phận nào? Đó, phải lấy những phần gân, phần bắp bò. Ngon lắm anh. Ngon lắm mà. Nói chung là cái bún bò này rất là hợp khẩu vị với em. Có nhiều nơi em ăn nó bị ngọt quá hay là nó không thơm, nhưng mà bạn làm rất là thơm. Cái nước á là vừa đủ luôn. Nó không bị quá ngọt, cũng không bị quá mặn. Rất là ngon. Sau khi mà chúng ta đã thưởng thức được hai món ăn, hai món quà tinh thần đến từ hai chàng trai rồi, thì theo bạn Lily Nguyễn, bạn sẽ quyết định món ăn nào giành chiến thắng ngày hôm nay? Cái món mà hợp với khẩu vị của em nhất á, và em nghĩ là bún bò. Bún bò là món chiến thắng. Chúc mừng Công Thắng. Và cũng phải chúc mừng bạn Thành Tuấn nữa, bởi vì bạn đã cố gắng hết sức mình rồi. Rồi, bây giờ chúng ta nhận thưởng thôi. Đây là phần thưởng dành cho món ăn đã giành chiến thắng ngày hôm nay. Chúc mừng bạn Công Thắng. Xin mời Lily Nguyễn trao tặng giải thưởng trị giá 5 triệu đồng cho Công chúc Thắng. Mừng. Chúc mừng, chúc mừng. Rồi, thêm một phần quà nho nhỏ nữa để tặng cho Thắng. Cảm ơn bạn nhiều nha. Và đây, một phần quà nữa cũng khuyến khích dành cho bạn Thành Tuấn. Cảm ơn bạn rất nhiều với những công sức mình bỏ ra. Dạ, em cảm ơn bạn. Mà không giành chiến thắng có buồn không? Dạ không ạ, tại vì thật ra là nấu ăn nó không phải là mình nấu ngon như thế nào, mà mình nấu cho ai ăn đó, và người đó ăn như thế nào nữa. Đó. Nhiều khi mình nấu không ngon nhưng mà người ta cảm thấy là nó vừa đủ với người ta và người ta ngon là đủ hạnh phúc rồi. Đúng rồi, nấu ăn là cả nghệ thuật nhưng mà Tuấn, nấu bằng tình cảm mới là một người nghệ sĩ thực thụ đó. Dạ. Cảm ơn bạn rất nhiều. Còn với Công Thắng thì sao nào? Chắc với thành tích này muốn khoe với ai lắm phải không?
Dạ cái này em phải cảm ơn mẹ. Nãy có gọi cho mẹ không? Dạ không, cái này là mẹ trong tâm trí em, mẹ dạy em nấu món này cũng lâu lắm rồi nhưng mà hên là nhớ được chút xíu, lấy được chút xíu bí kíp của mẹ nên mới giành được giải. Cảm ơn Công Thắng rất nhiều và chúc cho bạn sẽ luôn luôn có được những bữa ăn ngon trong gia đình nhé. Dạ cảm ơn Lily Nguyễn tuyệt vời quá, chúc cho em luôn luôn rạng ngời như vậy để gặt hái được nhiều thành công hơn nữa. Thank you anh, thank you. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Hãy theo dõi chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Chương trình được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi. Xin được phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại.